Xin chào tất cả các bạn. Ngành truyền thông số hay còn gọi là Digital Media được xếp vào một trong 10 ngành nghề hấp dẫn và có thu nhập cao ở rất nhiều quốc gia trên toàn cầu nói chung, và là một làn gió mới phát triển mạnh mẽ trong giới trẻ Việt Nam nói riêng. Và khi bạn được đào tạo chuyên ngành này tại Singapore thì với bằng cấp được quốc tế công nhận, điều đó sẽ giúp cho ước mơ thành công trên con đường ngành truyền thông số của mình thành hiện thực rồi. Và vừa qua thì hộp thư của chuyên mục giải đáp dục Singapore đã nhận được khá nhiều những thắc mắc liên quan đến chuyên ngành học này tại Singapore. Vậy thì không thể để cho các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đi vào giải đáp thư trong chủ đề của chuyên mục ngày hôm nay các bạn nhé. Vâng, và đầu tiên là câu hỏi của bạn Tham Thanh, gửi từ địa chỉ mail là than.nguyen20a@gmail.com, có thắc mắc như sau. Em được biết là ngành truyền thông số là một chuyên ngành có liên quan đến thiết kế và cũng là một lĩnh vực mà em rất thích. Hiện nay thì em đang học năm cuối cấp và sau khi học xong thì ba mẹ em sẽ cho em đi du học Singapore. Nhưng trước khi đi du học thì anh chị trong chuyên mục có thể cho em biết rõ hơn ngành truyền thông số là ngành nào, và để học tốt chuyên ngành này thì em nên chọn ngôi trường nào tại Singapore để du học vậy? Vâng, và chuyên mục giải đáp dục Singapore ngày hôm nay sẽ trả lời thư của bạn Tham Thanh như sau. Ngành truyền thông số là ngành học biến ý tưởng thành những thước phim quảng cáo, hình ảnh ấn tượng, poster, trang web, ứng dụng v.v. độc đáo cho các nhãn hàng có nhu cầu truyền tải thông điệp về sản phẩm của mình. Khi học ngành này thì đòi hỏi bạn phải không ngừng sáng tạo lên những ý tưởng và hiện thực hóa các chiến dịch quảng cáo, truyền thông. Và khi quyết định lựa chọn Singapore để du học thì Học viện Phát triển Quản lý MDIS là một trong những trường hàng đầu của Singapore có đào tạo chuyên ngành truyền thông số. Trường được cấp chứng chỉ EduCert và nhiều giải thưởng danh giá khác. Tại đây thì bạn sẽ được học tập trong môi trường lý tưởng với trang thiết bị hiện đại. Chính vì lý do đó mà MDIS sẽ là một sự lựa chọn hấp dẫn cho sinh viên Việt Nam mong muốn đi du học Singapore ngành truyền thông số. Đối với chương trình đào tạo ngành truyền thông số của MDIS sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức toàn diện về truyền thông gồm thiết kế đồ họa, hiệu ứng phim, phim hoạt hình 3D, thiết kế âm thanh, sản xuất game, v.v. Ngoài ra thì sinh viên sẽ được học những kiến thức chuyên sâu của ngành với những phần mềm mới nhất, công nghệ hiện đại nhất. Nên bạn hãy hoàn toàn yên tâm khi quyết định học tập chuyên ngành này tại trường MDIS Singapore bạn nhé. Tiếp tục chuyên mục ngày hôm nay sẽ là một câu hỏi của bạn Duyên Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, có gửi thư cho chuyên mục như sau. Xin chào chuyên mục giải đáp du học Singapore. Hiện nay em đang là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Bưu chính Viễn thông. Em tuy học về Bưu chính Viễn thông vì nghe theo gia đình khuyên, nhưng lĩnh vực mà em yêu thích thực sự là thiết kế và truyền thông. Qua thời gian thuyết phục và tìm hiểu thì bố mẹ em sẽ cho em đi du học Singapore tại trường MDIS trong lĩnh vực này. Vậy xin hỏi chuyên mục là sau khi được đào tạo tại Singapore thì cơ hội nghề nghiệp của em có cao không? Và điều kiện để được nhập học cũng như là chương trình học ra sao? Xin anh chị tư vấn giúp em. Và chuyên mục sẽ trả lời thư của bạn như sau. Ngành truyền thông số đang là một ngành hot và tiềm năng nghề nghiệp của ngành này rất đa dạng trong sự phát triển của nền kinh tế. Khi học ngành truyền thông số sẽ giúp cho sinh viên trở thành một chuyên gia về lĩnh vực thiết kế và được làm việc tại các công ty truyền thông nước ngoài hay là các đài truyền hình, hãng phim, v.v. Học chương trình cử nhân ngành truyền thông số tại MDIS, sau khi tốt nghiệp thì bạn sẽ được cấp bằng của trường đại học West of England, Anh Quốc. Thời gian học là kéo dài 16 tháng, học phí là 24.182 đô la Singapore. Yêu cầu đối với chương trình học này như sau, bạn phải có bằng cao đẳng nâng cao về công nghệ thông tin hoặc bằng cấp tương đương liên quan. Yêu cầu về tiếng Anh cho chương trình này là IELTS 6.0 và TOEFL IBT là 79. Còn về hồ sơ, thủ tục thì bạn cần chuẩn bị những giấy tờ như sau. Bản sao giấy khai sinh, dịch thuật có công chứng, hộ chiếu copy, bằng và bảng điểm của các cấp học cao nhất, dịch thuật có công chứng nhà bạn. 4 ảnh 4x6, nền trắng, giấy xác nhận việc làm nếu có, chứng chỉ tiếng Anh hoặc làm bài test tiếng Anh của trường MDIS Singapore. Vâng, qua hai câu hỏi rất là thực tế của hai bạn vừa rồi và cũng là đang là thắc mắc chung của khá nhiều sinh viên đang muốn theo học ngành truyền thông số tại Singapore, cụ thể là trường MDIS. Tuy nhiên thì vấn đề về nhà ở có lẽ vẫn đang là một mối bận tâm của nhiều bạn đúng không nào? Thì Tân Đại Dương xin chia sẻ thêm cho các bạn biết một số thông tin bổ ích, đó chính là khi du học Singapore trường MDIS thì các bạn sẽ được hỗ trợ về chỗ ở để đáp ứng nhu cầu về nhà cửa cho sinh viên MDIS. Cụ thể là MDIS đã xây dựng ký túc xá cho sinh viên, đảm bảo cung cấp chỗ ở thoải mái, kinh tế và an toàn nhất cho 1.700 sinh viên.
ký túc xá MDIS đã đạt giải vàng ký túc xá xanh nằm trong khuôn viên trường. Ngoài ra thì ký túc xá cũng được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại cho phòng ở, khu vệ sinh, các khu tập thể dục thể thao, phòng gym, canteen phục vụ từ sáng sớm đến 10 giờ đêm. Và phụ huynh sang thăm sinh viên thì có thể đăng ký ở trong ký túc xá. Và đây là điểm khác biệt lớn giữa MDIS và các trường tư khác. Ký túc xá mang lại sự yên tâm cho phụ huynh và các em được chăm sóc và quản lý bởi chính nhà trường đó các bạn. Thì tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục giải đáp du học Singapore đã hết rồi. Hy vọng là khi du học Singapore trường MDIS ngành truyền thông số thì các bạn sẽ đạt tới chân trời trí thức, thành công và tỏa sáng nhé. Mọi thắc mắc về điều kiện, thủ tục làm hồ sơ cũng như là cách thức chọn trường, chọn ngành phù hợp như thế nào thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp tới công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức tại Việt Nam của các trường đại học cao đẳng Singapore qua mặt tiền là 148-1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại 0838484879. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai chi nhánh khác là tại quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý với các bạn là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.